alo, một hai ba bốn, alo, một hai ba bốn, alo. Hôm nay cửa hàng về mẫu mấy mẫu đẩy đang A100 điện 100V 240W. Những con đẩy này thì chơi những dòng loa ohm 301 hoặc BMB hoặc những đôi loa nghe nhạc bass 30 đánh cực kỳ hay, nghe nhạc hay. Hôm nay cửa hàng ghép thành một bộ hát karaoke cũng như báo giá cho anh em cùng tham khảo nhé. Với con đẩy đa ma 100 này cửa hàng bán ra mức giá là 2.500.000 và báo giá là giá bán tại cửa hàng. Anh em lưu ý nhé, tất cả những sản phẩm cửa hàng báo giá tại cửa hàng. Cửa hàng nằm ở khu đô thị Văn Phú Hà Đông, chung cư Văn Phú Victoria, 0941 891 914, khu đô thị Văn Phú Hà Đông. Những con đẩy này thì đều phải có xuất sát thôi nha, đều có xuất sát nhưng hàng đảm bảo là hoạt động tốt cũng như là bao dịp thôi nha. Riêng khi anh em chơi đẩy là sẽ phải có xuất sát, anh em phải lưu ý điều đấy. Anh em ghép vào những đôi loa nghe nhạc của Nhật hoặc những đôi loa nằm karaoke chơi gia đình thì nó là chuẩn bài luôn với cái dòng này. Con đẩy là giá 2.500.000, còn đôi loa Bose 301 Serie 2 màng xanh cả bán ra cho anh em giá rất tốt luôn, 7.000.000 thôi, 7.000.000 thôi các bác nha. Đều hàng đẹp, hàng tuyển chọn các bác nha. Đấy, cơ bản thì anh em khi một bộ nghe nhạc thì anh em cần đẩy và loa là cơ bản đã nghe được rồi. Còn ghép thêm thì nó nhiều thứ lắm anh em nha. Ghép thêm vang này, mic có dây này hoặc là mic không dây, lọc nhạc này, nó nhiều thứ thì tùy theo cái nhu cầu đầu tư của anh em. Còn cơ bản cái bộ này gồm những thứ như sau thì cả cộng giá cho anh em tham khảo nha. Đẩy 2.500.000 này, loa 7.000.000 này, 7.000.000 là 7.500.000, à là 9.500.000. Mic không dây và cả pin sạc là 3.000.000 một bộ, vang 2.000.000. Là hai cái thứ trên này là 5.000.000 các bác nhá. Là mic không dây và vang gồm dây dợ tín hiệu là 5.000.000. 5.000.000 cộng với 2.500.000 cộng với 7.000.000 đấy, 5.712 cộng với lại 2.500.000 là 14.5 cộng với dây loa là tầm 15.000.000 các bác nhá. Đổi điện thì anh em phải mua đấy. Nói chung là cơ bản nếu mà gồm nhiều thứ như này anh em sẽ phải đầu tư tầm 15.000.000 các bác lưu ý nhá. Còn nếu anh em mua ít thứ đi thì nó sẽ rẻ hơn đấy. Riêng các bác hát karaoke thì nó sẽ phải đầu tư nhiều thứ nên là cái chuyện là nó tầm khoảng 15-20.000.000 là chuyện rất bình thường, anh em lưu ý nhá. Bộ này thì nghe nhạc hát karaoke chuẩn bài luôn, anh em ghép thêm con lọc nữa thì không cần bàn nữa. Đây đang hát qua không dây. Nếu cả bộ như này đang phối ghép này là 15.000.000 gồm mic không dây, vang, loa một đôi, bô 301 xin 2 và con đẩy Nhật đang để giá tốt, điện 100V 2.500.000, loa là 7.000.000 thôi. Đẩy nội thất cửa hàng quay luôn đây anh em xem nha. Nội thất thì không phải bàn luôn với dòng đẩy này. Alo, 1, 2, 3, 4. Chọn đời chung chung đôi mãi yêu như ngày cưới, hai đứa kêu nhau mình ơi. Đang hát một đoạn sau đó có thôi đầy đủ rồi các bác nha, anh em lưu ý nha. Đang không phải là chuyên nghiệp về hát đâu, hát để cho nó đầy đủ, cho nó đủ trong video để anh em xem thôi. 1 2 3 4 alo. Loa đẹp, loa đẹp, đẩy phải sướt sát các bác nha. Đấy, đấy anh em chơi là anh em phải lưu ý, đã chơi đẩy là nó phải như vậy chứ không có chuyện là đẩy đẹp đẹp như âm ly đâu, không bao có chuyện đẩy đẹp như âm ly đâu. Mình hiểu thì mình chơi được, đẩy mà nó không sướt sát thì không gọi là đẩy đâu. Loa âm ly, loa và đẩy là 9.500.000.
các bác ghép vàng, ghép mic không dây vào đấy, thì thành hát được karaoke. Ghép thêm con lọc nhạc tầm 2 triệu rưỡi. Đấy các bác nhé. Nó có nhiều cấu hình cho mình đầu tư. Mình đầu tư như thế nào thì mình nhận đồ như thế, thế thôi. Mình đầu tư nhiều thì mình nhận được nhiều đồ. Loa đẹp, loa đẹp luôn nhá. Anh em mà có đẩy hoặc có âm đi ra mua rồi, cứ mua loa này chơi, nghe nhạc hát karaoke chuẩn bài luôn. Bộ sẵn dùng thì là 15 triệu, chưa có đổi điện nha. Đổi điện anh em phải đầu tư nha. Alo, 1, 2, 3, 4, alo. Mấy không dây và cả pin sạc nữa là 3 triệu, vang là 2 triệu. Bánh xa em trong cung trượt lẻ loi thật thờ, biển vẫn thơm mình dài dòng thư, xa cánh buồm một chút đã cô đơn. Gió âm thầm không nói mà sao núi phải buồn. Alo, 1, 2, 3, 4, xin chào và hẹn gặp lại các bác nha. Đấy, thông tin cơ bản thì cửa hàng đã cung cấp đầy đủ cho anh em, nói rõ từng ly từng tí. Xin chào tất cả anh em. Và mức giá là giá báo tại cửa hàng và là mức giá báo chuẩn cho anh em mua nha, chứ không phải là báo để cho nó vui miệng đâu các bác nha. Nhiều khi anh em thích hỏi giá nhưng mà khi hỏi xong thì lại cứ nghĩ như là trò đùa. Một cái nhược điểm của anh em là như vậy, muốn người ta báo giá nhưng mà lại nghĩ là báo cho vui, không làm được việc đâu, không làm được việc đâu. Người bán đoàn hoàng chuẩn chỉ, người mua cũng nên đoàn hoàng chuẩn chỉ. Đấy là một vài lưu ý cho anh em.